nào đã từng đi du lịch ở Viễn Đông đều không ai không biết đến tên Sài Gòn. Ngày xưa có một khu vực rừng núi nằm ở phía bắc vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ở mũi cực nam của khu rừng này là một vùng đất cao, cao đủ để tránh những nạn lụt xảy ra hàng năm của những dòng sông lân cận. Một số người địa phương sinh sống tại đây bằng cách trải lưới và trồng trọt, và người ta gọi đây là thiên đàng hạ giới. Mãi cho đến thế kỷ thứ hai, người Khmer mới đến và lập nghiệp tại đây. Họ gọi vương quốc của họ là Phù Nam. 600 năm sau đó, vương quốc Phù Nam trải dài từ vùng đồng bằng Cửu Long sang đến Thái Lan. Hải cảng lớn nhất của họ là Ốc Eo, tức là gần rạch Giá hiện nay. Một trong những ngôi làng chủ phú nhất được đặt tên là Prenokor, và Prenokor là tiền thân của Sài Gòn. Theo Việt Nam sử lược, năm 1698, chúa Nguyễn Phúc Chu gửi ông Nguyễn Hữu Cảnh làm kinh lược đất Chân Lạp, đặt Sài Gòn làm huyệt Tân Bình. Năm 1772, ông Nguyễn Cửu Đàm bắt đầu ra lệnh xây lấp những con kinh để làm đường phố. Sài Gòn tiếp tục phát triển. Theo tác giả của cuốn Gia Định Thông Chí, Sài là củi gỗ, còn gòn là tiếng Nam chỉ bông gòn hay cây gòn. Nhưng đối với cả thế giới, Sài Gòn là một thành phố với lối kiến trúc pha trộn của hai nền văn hóa Đông Tây, cũng như những sinh hoạt thương mại và văn hóa của một thành phố nổi tiếng thế giới. Những địa danh nổi tiếng của Sài Gòn nếu kể hết thì chắc chắn không thể nào tóm gọn trong cuốn video nhỏ bé này. Nhưng chúng ta cũng nên nhắc qua một số địa danh lừng lẫy mà không ai không biết tới. Ở giữa thủ đô Sài Gòn là chợ Bến Thành, đã được xây lần đầu tiên bên bờ sông Bến Nghé, nhưng sau đó bị quân Pháp phá hủy vào năm 1859. Chợ Bến Thành được tái lập và rời về địa điểm ngày nay vào năm 1899. Rồi Vương cung Thánh đường, tức nhà thờ Đức Bà, đã được linh mục Colombel đặt viên đá đầu tiên vào ngày 7 tháng 10 năm 1877. 3 năm sau, ngôi thánh đường hoàn tất vào năm 1880. Cho đến năm 1962, Tòa Thánh La Mã đã nâng cấp ngôi nhà thờ này lên mức vương cung thánh đường, và đây là một niềm hãnh diện cho các tín đồ Thiên Chúa giáo tại Việt Nam. Về phía Phật giáo, những ngôi chùa vĩ đại cũng được nhiều người biết tới, nhưng vĩ đại nhất vẫn là chùa Vĩnh Nghiêm, hoàn tất vào năm 1971, là một công trình của kiến trúc sư Nguyễn Bá Lăng. Nói về những địa danh của Sài Gòn, còn phải nhắc đến Lăng Ông Bà Triều. Nhiều lắm, những nơi hò hẹn của giới trẻ, các rạp cine, những buổi tối hẹn nhau ở các quán ăn ở ngã 6, đường Phan Thanh Giản, ở Bàn Cờ, chợ Lớn, chợ Cũ, Tân Định. Mời bạn cùng chúng tôi ghé thăm Sài Gòn một lần để biết được tại sao người ta gọi Sài Gòn là hòn ngọc Viễn Đông.